Vào năm 2000, vở kịch Tấm Cám trong series Ngày Sử Ngày Xưa được công chiếu đến khán giả. Cô Cám chảnh chọe thêm chút xấu xa với lòng đố kỵ người chị tắm của mình. Đây cũng được xem là vai diễn nổi bật và được nhiều khán giả biết đến của nam nghệ sĩ, cùng với màn kêu gọi cá bóng đã trở thành huyền thoại. Vào năm 2002, Thành Lộc vào vai chính Dế Mèn trong vở kịch Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Chú Dế Mèn tài ba trong mắt của nhiều động vật xung quanh, nhưng có phần tự cao về sự tài ba của mình. Chẳng qua là anh ganh tị với tôi thôi. Hàng trăm con côn trùng khác thèm được với tôi mà có được đâu. Anh biết không, bây giờ tôi nổi tiếng lắm. Cầu chủ tôi đã biến tôi thành một dũng sĩ giác đấu. Trải qua nhiều bài học thì Dế Mèn đã khiêm tốn và trưởng thành hơn, và trở thành một người hùng thực thụ trong mắt những động vật xung quanh. Diễn của Phiêu Lưu đã giúp chú trở thành một chú bé rất là dũng cảm và tốt bụng. Em ơi, em mà là một chú bé dũng cảm và tốt bụng á, xứng đáng được nhận phần thưởng đặc biệt. Hay chú chuột tiên Lý Lắc tốt bụng giúp đỡ Lọ Lem trong vở Cô Bé Lọ Lem năm 2003. Mình lân la, mình mon men, mình tới nơi cung điện, mình làm quen với mấy bác chuột ở trong đó, để mấy bác ở đó dẫn mình đi khiêu vũ không có tốn tiền. Ủa mà đi đâu vậy? Đi mon men, đi lân la, đi bắt hoàng. Trời ơi, mình phải rủ chị Lọ Lem đi cùng cho vui. Đến năm 2004, Thành Lộc vào vai chú Tôm Bự Mê Muội trong vở Nàng Tiên Cá. Một nhạc sĩ đại dương vui tính mạo hiểm lên bờ để giúp công chúa khi bị con người bắt giữ. Nhưng mà ta làm cái gì? Quên cái đó, làm cái này, quên cái kia. Cho nên mọi người kêu anh ta là Mê Muội. Xin giới thiệu với các bạn, mình tên là Mê Muội. Ha, có còn ai nhớ Thúy Mama hài hước vui nhộn, đơn côi lẻ bóng tuổi già, nhưng lúc nào cũng cà khịa mọi người trong vở Công Chúa Chích Chòe không nào? Là Thúy Mama, tôi dặn rồi mà súng vô chữ tôi hoài à. Trăm dâu đổ đầu tầm, mai mốt tôi đổi tên, tôi lấy tên Thúy Mama nữa đâu mà đổi tên là Tầm Mama. Gọi tắt là Tầm Ma lão bà. Vào năm 2005, Thành Lộc vào vai phản diện Cú Mèo Bương Mi, tùy tùng thân cận của chú quỷ nhưng lại rất ngu ngốc trong vở Huyền Thoại Nữ Thần Ly Kim Chi. Chào bé không? Rất bé. Cắt cho bé sợ bay. Ôi! Rồi, bắt nằm dưới đây. Chị giá sơ, là lá. Lên, bắt nằm dưới đây cho tao. Tụi nó coi đây đâu bắt. Ủa tại sao hả? Trốn cái trời rồi. Sao nó trốn được? Tại tôi ngu, tôi mở dây đây. À, các bạn còn nhớ đến Aladdin và Đủ Thứ Thần chứ? Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng đã góp mặt vào vai thần nhẫn, người mà giúp cho Aladdin có thể cưới được công chúa, thoát ra khỏi hang trong bộ phim này đấy. Chỉ trong nhẫn chui ra mới kêu thần nhẫn, chứ lẽ trong nhẫn chui ra kêu thần di truyền. Sai bảo người ta đi. Sai gì? Thì sai bảo đi, tôi là nô lệ thì chủ nhân phải sai tôi làm công chuyện đi. Sai gì? Trời ơi, tôi lỡ đợi không sai tôi làm chuyện mà tôi trúng gió tôi mắc bệnh á. Chú sói ghẻ xấu xa mưu mẹo trong vở Cậu Bé Rừng Xanh biểu diễn vào năm 2006. Vì ý nghĩ xấu xa của mình nên đã bị đuổi ra khỏi rừng xanh và trở thành một chú sói hung ác. Theo nói chị thua rồi, thèn chị. Ủa? Không, trời ơi, trời sói này khôn lắm nha. Sói này hồi nào giờ không bao giờ theo gian ác, kẻ gian ác như cặp thọt đâu. Tại vì cặp thọt ác quá, làm hại hoàng tử, cho nên sói giả bộ sói theo thôi. Coi như là sói bài trò, miễn chó ké. Ủa? Đó, chứ sói bao giờ cũng mang trên thằng chị. Hay là vai mụ phù thủy độc ác chỉ muốn mình đẹp nhất thế gian mà ra tay sát hại công chúa Bạch Tuyết trong vở Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Nhưng mà em nói chị nghe, chị mà cho nó lựa nhiều thứ đậu á, nó lựa vẫn được. Tại vì đậu nó có nhiều màu khác nhau, nó mà biết màu phân biệt được nó lựa được. Nhưng bây giờ sao? Gặp em như chị, em chỉ cần cho nó lựa hai thứ thôi. Thứ nào? Em trộn chung hộp é với lại mè đen. Ba đời này nó không biết được cái nào mè đen đâu. Năm 2007, Thành Lộc thủ vai bò cặp căm chí chóe trong vở Hoàng tử Ai Cập. Lời lưới đập lời. Lượm liên rắp lẹm lẹm lượm 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 lượm. Nghe đoạn nhạc này thì các bạn có thể đoán ra được vai diễn mà nghệ sĩ Thành Lộc thủ vai trong vở diễn nào không? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhiều lần ta chỉ muốn bay lên trời. Ta sẽ ngồi mây dài chiếc áo dài và một chiếc toa rê ta tặng mặt trăng. Đó chính là năm 2008, Thành Lộc vào vai nữ thần nhảy múa trong vở kịch truyện Thần Tiên ở xứ Phù Tang. Nhờ sự đáng yêu duyên dáng của chị ba, vai diễn này của Thành Lộc nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả thiếu nhi lẫn người lớn. Vào năm 2009, Thành Lộc vào vai vị thần bén khọt, làm mất đũa phép của mình và là người đã đặt tên cho công chúa Tùy Tiện trong vở Chàng Lang Thang và Nàng Tùy Tiện. Chính sai lầm tai hại của mình mà thần bén khọt phải cùng với các đệ tử của mình ở lại nhân gian trong một khoảng thời gian rất dài. Tầm bấy tầm bé, thiệt là Tùy Tiện à. Gì kêu à? Hả? Đã bước sang ngày mới rồi. Thì sao? Vậy tên công chúa là...
tên nghe khốn nạn vậy? Năm 2010, Thành Lộc vào vai phản diện phù thủy mà nằm mụ trong vở Phù Thủy Lắm Chiêu. Im ngay. Ai kể cho nhà ngươi nghe biết chuyện này? Là mẹ. Mẹ? Mẹ nào? Mẹ mình à? Không, là mẹ của con, là vợ của cha đó cha. Bậy bạ nha, bậy bạ nha, giờ con ăn đất bậy bạ nha. Đến năm 2011, Thành Lộc đảm nhận vai bà chú Tuyết hung ác trong vở diễn An Ly và Thần Băng Giá. Mấy chốc, lửa sẽ tắt. Nên nhớ, bếp lửa của các ngươi mà tắt đi thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội. Và khi đó, ta sẽ dùng chiếc áo 3.000 đô. Hả? Ta nói lượm, chiếc áo 3.000 năm tuổi của ta, ta sẽ quấn lấy các ngươi và đưa về trên đỉnh núi Thủy Tinh. Là một nghệ sĩ thân thuộc với rất nhiều trẻ em, Thành Lộc luôn cống hiến sức mình cho nghệ thuật và cho nghiệp diễn của mình. Phải nói là sân khấu kịch Idicap là nơi để Thành Lộc thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Hiện tại là dù vẫn tham gia nghệ thuật, đóng kịch đều đặn, nhưng những vai diễn bất hủ của Thành Lộc vẫn còn mãi trong ký ức của rất nhiều. Chị ba cảm ơn cưng, chị ba cảm ơn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Móng bông bán bát, lạnh lót du dương mềm mại. Ăn cơm hôm trao qua nhà người bông bông. Mày kêu vậy mà cao thấp không lên mà vô quay tới đó. Hiện nay thì nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc giữ chức vụ phó giám đốc sân khấu kịch Idicap tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã cho ra đời hàng loạt các vở diễn ngày xưa, khiến các bạn nhỏ mê mẩn, như gần đây nhất là vở Truy Tìm Thủy Long Kiếm. Ngoài những hoạt động diễn xuất tại sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc hiện nay còn tham gia đảm đương những vai diễn nặng ký trong các tác phẩm truyền hình điện ảnh ăn khách hiện nay, như vai Thiệu Trị trong phim cổ trang Phượng Khấu, vai diễn Rackwin Hồ Ngọc Hân trong bộ phim điện ảnh Ngôi Nhà Bướm Bướm. Nghệ sĩ tiếp theo. Nhớ nha, dám chê mình là già quá đất, dám chê mình là nhìn không tin, nhìn kỹ đi ta rất là tin, và ta trẻ lắm, ta tin quá trời mà, tại sao người dám nói. Chú Hữu Châu là cách gọi thân thương mà khán giả và các bạn thiếu nhi dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu khi trót thương chú với sự biến hóa đa dạng qua các vai diễn từ chính diện cho tới phản diện. Nhưng những vai phản diện của chú không làm trẻ con sợ, mà ngược lại chú đã khéo léo khắc họa nhân vật ác đó trở nên ngô nghê, ngốc nghếch, khiến chúng ta phải cười châm biếm hơn là ghét. Là một nghệ sĩ gạo cội và có tâm với nghề, hiện nay thì nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu là một gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên các MV ca nhạc, quảng cáo, phim điện ảnh ăn khách uy tín và chất lượng hiện nay. Con hãy dành tiền đó để ăn những món con thích, học những gì mà con muốn, hoặc là đến những nơi mà con từng mơ về. Đến với nghệ sĩ thứ ba thôi nào. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay ngàn rúng. Các bạn có đoán được ra đây là ai hay không? Một nhân vật rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là nghệ sĩ Đại Nghĩa. Anh Đại Nghĩa được biết đến nhiều với lối diễn hài hước dành cho thiếu nhi, với những vai như Cá Mặt Ngu Ngốc Nghếch Bướng Bỉnh trong Na Tra Đại Náo Thủy Cung, Chuột Ú trong Cô Bé Lọ Lem, Vua Sư Tử trong Cậu Bé Rừng Xanh. Trời ơi, cái con chuột tụi lông nó mà làm hoàng tử cái gì, con có chịu đâu. Sao vậy? Thôi thấy ghê quá à. Hiện nay thì anh Đại Nghĩa là một MC đắt show và được khán giả cực kỳ yêu thích trong hàng loạt game show truyền hình nổi tiếng. Nghệ sĩ tiếp theo, nghệ sĩ thứ tư. Thôi thôi sao đổ lỗi cho tiền, tôi do thí ma ra. Dày con nít cứ sao luôn chiều, đến hôm nay chào ôi kiều kiều. Ha ha, chắc các bạn có thể đoán được ra đây là ai đúng không? Chắc hẳn là các bạn nào yêu thích nghệ sĩ Thanh Thủy trong chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa sẽ luôn nhớ đến vai diễn cảm động về tấm lòng của người mẹ, Ly Kim Chi, trong vở diễn Huyền Thoại Nữ Thần Ly Kim Chi. Để lão phù thủy hung ác này tha mạng 5 đứa con, bà Ly Kim Chi đã phải đánh đổi gương mặt xinh đẹp của mình để cho lão phù thủy ác quỷ. Bên cạnh đó thì cùng với khả năng biến hóa tài hoa của nghệ sĩ Thanh Thủy đã khiến cho khán giả cười lăn lộn với các vai diễn ấn tượng của mình. Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật hiện tại thì nghệ sĩ Thanh Thủy là một trong những gương mặt diễn viên lão làng. Cô thường xuyên góp mặt trong các MV ca nhạc, quảng cáo triệu view hiện nay. Cùng đến với video thứ 5 nhé. Một ngày tươi sáng nắng lên ngập mây, bầu trời trong xanh là hoa đẹp tươi. Nào, xem đến đây rồi thì các bạn có biết đây là ai không? Thôi thì khai sáng sẽ bật mí nhé. Đây chính là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên. Cô là một gương mặt công chúa quốc dân của chuỗi series Ngày Sửa Ngày Xưa, với hình ảnh là một cô gái có nét đẹp tinh khôi, pha một chút tinh nghịch. Và chắc hẳn là dù thời gian có trôi qua thì chị Mỹ Duyên vẫn mãi là một nàng công chúa trong lòng thế hệ 8X 9X của chúng ta. Hiện nay thì nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng và con trai kháu khỉnh, và cô cũng góp mặt trong các dự án điện ảnh và truyền hình gây tiếng vang như Tháng Năm Rực Rỡ hay sitcom Gia Đình Là Số 1. Cùng đến với nghệ sĩ thứ 6. Nhìn bầu trời em thấy Nika, Nika. Và em đang đi chơi tung tăng sạp xình, em nghe Nika, là Nika. Chắc
Nghe giọng nói thôi các bạn cũng đoán ra đây là ai đúng không? Đó chính là nghệ sĩ Lê Khánh. Cô là một cây hài trong series Ngày Sửa Ngày Xưa, mà thật khó để có thể nhịn cười với những phát ngôn khó đỡ của chị Lê Khánh. Cô đã không ngại làm xấu mình để đem lại tiếng cười cho các bạn nhỏ, là ký ức mà thế hệ 8X, 9X luôn nhớ mãi về nghệ sĩ Lê Khánh. Hiện nay thì nghệ sĩ Lê Khánh có cuộc sống viên mãn cùng với chồng và công việc kinh doanh, và cô cũng là cái tên bảo chứng phòng vé với lối diễn xuất hài hước duyên dáng qua các tác phẩm điện ảnh tiền tỷ như Gái Già Lắm Chiêu Năm, Bạn Gái Tôi Là Sếp hay Ngày Nãy Ngày Nay. Đến với diễn viên thứ 7. Diễn viên thứ 7 của chúng ta chính là nghệ sĩ Hoàng Trinh, được khán giả thân thương gọi vui là gương mặt mẫu hậu quốc dân. Với nét đẹp hiền từ thanh tao, nghệ sĩ Hoàng Trinh đi vào lòng khán giả nhí với hình ảnh những bà mẹ đơn sơ, hiền từ hay đôi khi là một vị hoàng hậu đầy tôn quý. Hiện nay thì với cuộc sống gia đình hạnh phúc, nghệ sĩ Hoàng Trinh vẫn đều đặn tham gia vào các vở diễn ăn khách tại sân khấu kịch IDCAP như Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông, Ngũ Quý Kỳ Phùng, Cái Đẹp Đè Bẹp Cái Nết, và có được vị trí vững chắc trong nghề. Và sau đây là một nghệ sĩ rất quen thuộc với chúng ta. Các bạn hãy cùng đoán xem anh ta là ai nhé. Đó chính là nghệ sĩ Đình Toàn, ấn tượng với những vai diễn trượng nghĩa như vai Aladdin trong vở Aladdin và Đủ Thứ Thần, vai cậu bé trong vở Cậu Bé Rừng Xanh, hay tinh nghịch với vai Nhân Sư trong vở Hoàng Tử Ai Cập. Anh Đình Toàn mãi là một cái tên quen thuộc và ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng các bạn nhỏ với hình ảnh trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Ngoài vai trò là diễn viên, nghệ sĩ Đình Toàn đang dành phần lớn tham gia các chương trình dành cho trẻ em với vai trò là MC như chương trình The Kids Hot, chương trình Sao Nói Ngôi Nhí, và đạo diễn các vở kịch Ngày Sửa Ngày Xưa đặc sắc như Cuộc Chiến Của Ông Kẹ Và Các Bà Mẹ. Và nghệ sĩ tiếp theo đây chính là nghệ sĩ cuối cùng. Đố các bạn, anh ta là ai nhé? Hoàng hậu ơi đừng sang hôm nay khi pháo hoa đã đổ giang, đừng sang hôm nay ta rất buồn, nàng là ánh trăng trong, là tia nắng ấm, là ngọn nến xanh ta, ngọn nến vàng con, ngọn nến đỏ ba, ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình văn hóa. Ta yêu nàng như cần câu, yêu cá như lá, yêu sâu như trâu yêu cọc, nàng đi bước một ta đi bước hai, nàng đi bước ba ta đi bước bốn, nàng trong trong nhà ta tìm ngoài ngõ, nàng nằm trên cỏ ta ngủ trên bàn, nàng mặc áo vàng ta mặc áo đỏ, nàng yêu con thỏ ta mến con gà, nàng ăn trái cà ta ăn trái quýt, nàng thích con nít ta yêu trẻ thơ, nàng ăn trái mơ ta ăn trái cốc, nàng là con sóc ta là con dê, nàng cười hay ai ta cười ha ha, nàng ăn miếng chả ta ăn miếng nem, hai đứa cùng xem chuyện tranh nho nhỏ, nàng nghe cho rõ ta nói, nàng nghe ta nói, sao nàng không nghe, làm sao ta nói, nàng ơi nghe đi thì ta mới nói, ta nói nàng nghe ta nói là ta đã yêu. Và nghệ sĩ cuối cùng của chúng ta chính là nghệ sĩ Bạch Long, là một nghệ sĩ mang tâm tư dành trọn cuộc đời nghệ thuật cho thiếu nhi. Từ thời trẻ thì anh đã thành lập nhóm Đồng Ấu Bạch Long, đào tạo ra hàng loạt sao nhí, nay đã trở thành nghệ sĩ cải lương lớn như Quế Trân, Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh, Bình Tinh. Trong chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa, anh đã đi vào ký ức của các bạn nhỏ với dáng người nhỏ nhắn, ấn tượng, cùng với các vai diễn như Vua Bò Cạp với những đoạn rap thần sâu, cùng với hàng loạt những vai diễn ấn tượng khác. Hiện nay thì anh đang là gương mặt lão làng tại sân khấu kịch IDCAP tại thành phố Hồ Chí Minh với các vai diễn cháy vé hàng đêm như Cậu Đồng, Ác Nhân Cốc và hoạt động sôi nổi trong các game show truyền hình lớn nhỏ. Hay không biết là những bạn xem video này có ai đã đoán ra được tên nghệ sĩ trước khi mà khai sáng công bố hay không? Nhưng mà nói đi nói lại thì những câu chuyện Ngày Sửa Ngày Xưa, những vai diễn huyền thoại đã in đậm trong ký ức tuổi thơ của chúng ta không chỉ là món quà giải trí mà còn là những bài học bổ ích về tình bạn, tình yêu và gia đình.